Binh sĩ Indonesia bị bỏ tù vì quan hệ đồng giới. Hai binh sĩ Indonesia bị kết án 7 tháng tù vì quan hệ đồng tính, điều bị quân đội nước này coi là hành vi không đúng đắn. AFP hôm 30 tháng 11 dẫn phán quyết từ Tòa án binh Indonesia hôm 9 tháng 11 cho biết hai binh sĩ quan hệ đồng giới bị loại ngũ. Hai người này nhập ngũ hồi năm ngoái và đóng quân trên đảo chính Java. Việc các bị cáo thực hiện hành vi tình dục với người đồng giới là rất không phù hợp. Với tư cách là quân nhân, các bị cáo phải là tấm gương cho những người xung quanh. Hành động của các bị cáo đã đi ngược với luật pháp hay bất cứ điều răn tôn giáo nào. Phán quyết dài 60 trang có đoạn tòa án tối cao Indonesia đăng phán quyết về hai binh sĩ vào tuần trước, nhưng sự việc chỉ được biết tới từ tối 29 tháng 11 do trang tin tức địa phương Detik đưa tin. Năm 2020, tổ chức ân xá quốc tế cho biết ít nhất 15 thành viên quân đội hoặc cảnh sát Indonesia đã bị sa thải vì quan hệ đồng giới trong những năm gần đây. Giám đốc tổ chức ân xá quốc tế Indonesia Isman Hamid cáo buộc quan chức Indonesia ra những tuyên bố thể hiện sự kỳ thị các nhóm thiểu số, bao gồm cộng đồng LGBTQ. Quân đội Indonesia cấm quan hệ tình dục đồng giới, song điều này không phải bất hợp pháp ở Indonesia, ngoại trừ Aceh, tỉnh duy nhất ở nước này áp dụng luật Hồi giáo Sharia nghiêm ngặt. Tại Aceh, phạt roi nơi công cộng là hình phạt phổ biến đối với một loạt hành vi gồm cờ bạc, uống rượu và ngoại tình. Hồi tháng 1 năm 2021, cặp đồng tính nam ở tỉnh Aceh, miền Tây Indonesia, bị đánh 160 roi công khai theo luật Hồi giáo vì bị bắt gặp trong tình trạng bán khỏa thân tại một căn phòng.